Và xin chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị rất nhiều hương vị tuyệt hảo của ẩm thực, đặc biệt là những phần tương tác giữa nghệ sĩ khách mời cùng những fan hâm mộ muốn gửi gắm tình cảm của họ qua những món ăn mà do chính bàn tay điêu luyện của các fan hâm mộ này sẽ trình bày và cũng như tặng quà cho thần tượng của mình. Ngày hôm nay sẽ là một dịp rất quý giá để chúng ta có thể gặp gỡ diễn viên nghệ sĩ Gia Bảo. Yeah, Gia Bảo. Oh, yeah, vẫn đây phong độ. Lần đầu tiên Gia Bảo xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Mỗi lần Gia Bảo xuất hiện là thấy cuộc sống mới tươi mới, thanh xuân hẳn luôn. Bạn luôn luôn mang lại những nụ cười dành cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì không biết là Gia Bảo có cái hồi hộp không khi mà có rất nhiều người lạ là những fan hâm mộ sẽ nấu ăn cho mình ăn. Điều rất là đặc biệt. Lần đầu tiên mà mình được những cái người mà thương mình, quý mình, người ta nấu ăn cho mình, thì trong cái đó nó sẽ khác những chương trình khác, là nó có cả cái tấm lòng của người ta trong đó nữa. Chính xác, chính xác. Nào, chuẩn bị dùng những bữa cơm của gia đình nào. Xin mời Gia Bảo sẽ bắt đầu khám phá khẩu vị ngôi sao của chính bạn với chiếc tủ lạnh đằng này. Xin mời. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần đầu tiên khám phá khẩu vị ngôi sao của ngôi sao khách mời ngày hôm nay, nghệ sĩ Gia Bảo. Thì chắc chắn là với gu ẩm thực của bạn là rất là đa dạng và phong phú, dễ ăn, dễ nuôi lắm. Nhưng mà đương nhiên mỗi người sẽ có một gu riêng. Không biết là hai bạn fan hâm mộ có đoán ra được hay không? Xin mời Gia Bảo hãy đón chào họ, đó chính là Minh Quang và Chan Jin. Xin mời. Chào Quang. Chào anh. Chào anh Bảo. Chào Chan Jin. Chào anh. Chào anh. Minh Quang, giới thiệu đôi nét về mình nào. Em tên là Minh Quang, công việc hiện tại đang là diễn viên tự do. Cái lý do ngày hôm nay em có mặt tại đây là bản thân là rất thích những cái vai diễn của anh Bảo, bởi cái nét hồn nhiên, tự nhiên và dễ thương. Dạ vâng. Cảm ơn bạn, mà không biết bạn có đam mê về MC không ha? Chứ mà thấy thần thái là hợp lắm á nhỉ. Dạ, em đang làm MC anh ơi. Vậy luôn hả? Dạ. Chà, hy vọng sự lanh lợi này sẽ giúp cho bạn gặt hái được thành công với món ăn của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Còn với Chan Jin sao nào? Cái tên nghe rất là ngộ nghĩnh á, và lạ lạ nữa, không biết bạn phải người Hàn Quốc không? Em mà Chan Jin, cái tên này là cũng là cái nickname của em thôi. Còn cái tên thật của em là Chan Jin Yong. Tại vì em có một chút xíu về lai F2 trong đấy, cho nên em có cái tên đó. F2 của nước nào? F2 của nước Hàn Quốc anh. Ủa vậy đó? Dạ. Chị cũng lai lai ha, cũng đi trai lắm. Mình được người Hàn Quốc nấu cho mình ăn luôn. Ngày hôm nay cố gắng lên nha. Dạ, thuyết phục là lấy được tình cảm của Gia Bảo. Dạ. Bây giờ chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao của Gia Bảo với chiếc tủ lạnh này với rất nhiều món ăn trong đó. Xin mời. Đó chính là rất nhiều món ăn mà thậm chí Hoài Đức cũng thấy rất là bất ngờ. Ngày hôm nay là chương trình chuẩn bị khá là đầy đủ, hoặc là thậm chí là hình như là nhiều hơn lệ thường thì phải. Chắc là tùy theo số ký của khách mời. Nhưng mà quan trọng hơn hết là hai bạn Quang và Chan Jin hãy nhớ thật kỹ những thông tin mà lát nữa là chúng ta khai thác. Đầu tiên, trong đây có nhiều món mà Gia Bảo thích hay không? Có. Bao nhiêu phần trăm món bạn thích? Cũng 70%. 70%. Bạn thích ăn món cứng cứng hay là thích ăn món mềm mềm? Chắc mềm mềm thôi chứ cứng quá đau răng. Bạn thích những món ăn nó nóng trong người hay là nó mát trong người? Nói chung thì mình cũng là thích ăn những cái món mà nó nóng. Nóng. Sầu riêng mà mít này nọ vải này nó nóng mà lại thích. Đó, nhớ những thông tin mà Gia Bảo chia sẻ nha. Đã ghi nhớ. Cảm ơn các bạn. Đóng tủ lại. Bây giờ sẽ là một số thông tin cụ thể hơn nữa về hương vị. Chúng ta có rất nhiều, đa dạng lắm. Đặc biệt Việt Nam mình nè, chua, cay, mặn, ngọt, nồng, nạc hay là thoang thoảng. Thì trong những hương vị đó, đối với Gia Bảo, đâu là hương vị mà bạn thích nhất và đâu là những hương vị bạn không thích? Vì mà gia đình thì thuộc miền Tây, cho nên ăn nó cũng theo cái vị của người Nam Bộ. Ngọt, đúng không? Đúng rồi, nó hơi ngọt xíu. Đó là theo cái người Nam Bộ là hay là như vậy. Còn những hương vị khác thì sao? Nếu mà bạn ăn phải, vô tình ăn phải, có cảm thấy khó chịu không? Không, mình cũng ăn được. Được hết không? Được hết, tại vì Bảo cũng đi nhiều nơi. Nói chung là món của nước nào thì mình cũng ăn được. Dạ. Không có khó nuôi lắm đâu. Dễ nuôi lắm, cho nên ai muốn nuôi thì cứ liên hệ. Nói chung nhờ dễ nuôi mà như vậy. Cảm ơn Bảo đã chia sẻ. Xin mời cả nhà di chuyển vào bếp. Xin mời. Hình ảnh mà người đàn ông vào bếp á, nó luôn luôn gây ấn tượng mạnh trong mắt xanh của các người đẹp. Đúng. Hy vọng ngày hôm nay các bạn hãy cố gắng thể hiện điều đó nha. Nhưng bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên. Sau lưng Gia Bảo là một quầy trưng bày với rất nhiều món ăn và các nguyên liệu khác nhau. Đoán xem Gia Bảo thích những món gì. Trong vòng 60 giây, mỗi lượt đi được lấy một món. Các bạn đem những món ăn mà mình đoán là hợp khẩu vị với Gia Bảo nhất đem về đây. Trong 60 giây, đem càng nhiều càng có nhiều lợi thế. Ai giành chiến thắng ở phần thử thách này, người đó được quyền ưu tiên chọn trước một trong hai món nguyên liệu chính.
đó, bởi vì phần này rất quan trọng, mình phải biết à sở trường của mình món nào thì mình chọn món đó, coi như được gây áp lực cho đối phương nếu như chọn món mà sở đoản của mình. Sẵn sàng nhá. Dạ. Đếm ngược đi Bảo. Cố lên nha. Từ 3 đi, chứ đếm từ 1001 thì nó lâu lắm. Hả? 3 đếm ba, ngược. Không? Rồi. Ừ. 3 2 1 bắt đầu. Yeah. Cảm ơn Gia Bảo đã đếm phụ Hoàng Rapper. Và bây giờ Gia Bảo thích kiểm tra khu vực bếp nào nào? Tenzin hay là Minh Quang? Bên này trước đi ha. Rồi, Minh Quang nào. Bạn có 1, 2, 3, 4. Gia Bảo xác nhận xem 4 món này bạn thích mấy món. Trong 4 món này thì Bảo thích 3 món. 3 món là món nào nào? 1, 2, 3. Chúc mừng bạn. Món điều là không ăn được luôn. Ủa tại sao, tại sao? Không ăn được. Do món. Cái mùi của mắm tôm hay là do nguyên liệu nào? Có nghĩa là Bảo ăn được mắm tôm nhưng mà bún riêu với canh bún này là không ăn được. Đương nhiên mỗi người một gu mà. Và sức khỏe của mình nó sẽ phù hợp, không phải 100% món ăn được. Nhưng mà 75% món ăn ở đây là hợp khẩu vị với Gia Bảo. Chúc mừng bạn với 3 món. Qua đây nào, cố gắng giành chiến thắng nha. Chà, 5 món nha. Số lượng thì nhiều hơn nhưng mà không biết chất lượng sao thôi. Trong 5 món này Gia Bảo hợp khẩu vị mấy món? Bây giờ trong 5 cái món này thì cái này là nó chưa có nấu. Nhưng mà nó sẽ được nấu. Và nó nấu đa vẫn dạng tính luôn hả? Chính nên mình vẫn tính. Bây giờ trong 5 món này thì Bảo thích được 4 món. Wow. Cái này cay là không ăn được cay. Trứng nè. Trứng. Chả trứng cũng thích nè. Đúng. Nem nướng ăn cũng được luôn. Đúng vậy. Canh chua là quá hợp khẩu vị rồi. Nhưng quan trọng món này, nếu như món này nó không cay thì sao? Không cay thì ăn được. Thông báo cho Bảo biết món này không cay. Nếu như mà món này mà không cay thì thích món này luôn. Tuyệt đối 5 món luôn 100%. Chúc mừng Chanjin, rất là may mắn đúng không nào? Như vậy là Chanjin đã tạm thời chiếm được ưu thế, nhưng nó vẫn chưa quyết định vào kết quả đâu. Bạn đừng chủ quan nhé. Dạ. Hãy cẩn thận. Bây giờ sẽ là phần lựa chọn nguyên liệu chính. Trên tay Hoàng Rapper chính là nguyên liệu chính. Một bên á là thịt bò. Wow, bò ngon, chất lượng cao nha. Một bên á là cơm trắng cùng với hộp gà. Chanjin, một trong hai nguyên liệu chính này bạn chọn món nào? Em chọn cơm trắng với là trứng gà. Theo bạn nghĩ mình sẽ dễ chế biến hơn với thịt bò hả? Tại vì em cũng thích hai món đấy cho nên em nghĩ là sẽ dễ chế biến. Mời Gia Bảo. Rồi, xin mời bạn. Chúc mừng bạn Chanjin. Cảm ơn. Đã tận dụng được lợi thế. Dạ. Ngon nha. Dạ. Thì đương nhiên món còn lại ha, thịt bò sẽ phải thuộc về Minh Quang. Em yên tâm, đây là một cái món mà anh rất là thích nha. Cho nên anh ráng lên nha. Dạ. Chắc đây là một lợi thế. Cũng có khi đây là một cái duyên may mắn của mình thì sao? Nhưng mà chưa biết chế biến với nguyên liệu phụ là gì đây. Chính thì có rồi, phụ sẽ được tiết lộ ở phần thi tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi bước vào phần thi được mang tên tiếp sức thực phẩm để tiết lộ ra những món nguyên liệu phụ mà chúng ta phải lấy về đội của mình để có thể chế biến món ăn thật là hoàn hảo. Bây giờ sẽ là phần thi của người đã tạm thời chiếm ưu thế, đó chính là Chanjin. Hãy cố gắng trong vòng 60 giây đầu tiên, bạn gợi ý bằng lời nói và hành động của mình để Gia Bảo đoán được đề bài là món nguyên liệu nào. Sau khi kết thúc 60 giây, Gia Bảo có thêm 30 giây nữa để chạy về khu vực trưng bày để lấy toàn bộ món ăn hợp lệ. Sẵn sàng nhé. Không được phạm quy. Phạm quy là trường hợp khi bạn nhắc đến bất cứ từ nào trùng với đáp án. 3, 2, 1, bắt đầu. Ghê ghê. Rắc chữ đi, rắc chữ đi. Một loại màu xanh xanh. Chắc cái từ đao, trước từ đao, trước từ rợ. Rợ là cái gì? Trước từ đao, trước từ... Đao, rợ. Bí. Đó. Ngẹt, ngẹt gì, ngẹt gì? Cái gì? Ngẹt gì, sao chữ ngẹt là gì? Ngẹt. Có đâu, nó liên quan gì? Thôi cho qua đi. Cái này là một loại trái mà cay. Cái chữ gì mà rang? Ớt chuông. Đúng. Chính xác. Cái này là một món của Hàn Quốc. Kim chi. Hay luôn. Cái này cũng là một món của Hàn Quốc luôn, nhưng mà ở ngoài đại dương. Rong biển hả? Giỏi quá Bảo ơi. Tính nói cá ngừ. Nghe đại dương. Tính nói cá ngừ. 4, 3, 2, 1. Em không thấy được. Lấy 60 giây. Rồi 30 giây tiếp theo. Đi lấy những món ăn mà Gia Bảo phải ghi nhớ lại nha. Những món hợp lệ. Cố lên. Không có chế bí, sao vậy? Cố lên nào. Rồi được món nào về món đó trước cho an toàn đi. Giờ đem. Lên mẹt luôn.
Không thấy cái bí. Hết mà vậy. Như vậy vận động viên của chúng tôi Gia Bảo đã cố gắng hết sức mình đem về ba món. Chúng ta kiểm tra lại kết quả nào. Đề bài đầu tiên đó là bí ngòi. Bí ngòi. À, hơi khó. Đầu tiên á, bầu ơi thương lấy cái gì cùng là tự nhiên ra được chữ bí. Còn chữ ngòi thà bạn nói ở cái đầu của cây bút, đầu của cây viết thì cái đầu đó gọi là cái gì, là cái ngòi bút đó thì là ráp chữ là bí ngòi. Ồ tiếc quá, không sao, thông cảm cho bạn Chan Jin. Có lẽ là bạn học nhiều ngôn ngữ quá đâm ra mình bị loạn á. Đúng rồi. Rồi tiếp theo nào, hớt chuông không phải bạn gãi nữa, chính xác luôn. Trời, nói tới Hàn Quốc phải nói tới kim chi thôi. Chính xác. Tiếp theo, rong biển hoàn toàn đầy đủ với đại dương, xém nữa là cá ngừ. Với đại dương tưởng cá ngừ. Vậy mà anh đoán được rong biển hay ghê luôn á. Rồi bây giờ là phần nguyên liệu phụ còn đang thiếu là nấm. Vậy là bạn đang bị thiếu món nấm. Dạ. Cùng với món đầu tiên là bí ngòi. Dạ, hai nguyên liệu phụ bị thiếu. Người chịu trách nhiệm phải lấy về cho bằng được, phải vượt qua được thử thách và hình phạt, đó chính là Gia Bảo. Đơn giản Gia Bảo. Và chờ xem Bảo cùng với Minh Quang kết hợp ra sao. Xin mời. Và bây giờ Minh Quang hãy sẵn sàng với những kinh nghiệm mà bạn đã rút tỉa bởi phần thi của Chan Jin. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái rau này nó màu xanh xanh và nó xù xù. Xanh xanh mà xù xù. Xanh xanh mà xù xù rất là nhiều. Đây là rau muống hay trời? Mình ăn, mình hay trộn và nó dùng để lót, để trang trí. Rau xanh xanh xù xù và để trang trí. Chính xác. Đúng quá, ngày quá. Cái này nó màu đỏ đỏ, nó có màu đỏ đỏ. Và ăn nó làm sao? Nó màu đen, nó rất là bóng. Ủa cái gì đen nữa hả? Nó màu đỏ, đỏ mà đen. Nó rất là độc. Nó màu đỏ, nó rất là bóng. Và nó rất là... Cà chua hả? Nó nấu, nó đúng nấu rồi, cà chua, chính xác. Chính xác. Tiếp đâu? Cái này nó dài dài, màu xanh xanh. Đây, 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 vừa cỡ này, đó. Chính xác. Trái gì cây, quả gì cây? Nhà thờ người Tây rung cái gì? Chuông. Chính xác. Ớt chuông. Chính xác. Đó, giỏi. 5, cái này là hồi nãy 4, một cái... 3, cái quả, 2, cái quả của 1. Con... Hết 60 giây, rồi 30 giây tiếp theo nào. Nhanh lên Bảo, cố lên Bảo. Bảo cũng rất là thông minh khi mà đoán được phần gợi ý của bạn Minh Quang. Thôi nhanh nào, nhanh nào, về cho an toàn nào, về cho an toàn nào. Nhanh lên, nhanh lên. Rất tốt. Rồi, cảm ơn Gia Bảo. Chúng ta kiểm tra lại đáp án nha. Đầu tiên sẽ là xà lách. Có xà lách. Đó, tốn hơi nhiều thời gian nha, nhưng mà đã đoán đúng, xà lách. Tiếp theo. Cà chua. Có cà chua. Hú hồn chưa, cà chua màu đen. Hú hồn. Tiếp theo. Có dưa leo. Rồi tiếp theo nào, ớt chuông. Có ớt chuông. Trồng trong nhà thờ luôn mới ghê chứ. Quá dữ quá. Và bây giờ chứ hiểu rồi. Như vậy nguyên liệu phụ của bạn đang bị thiếu là trứng gà. Trứng gà. Lại một lần nữa trách nhiệm sẽ thuộc về Gia Bảo và thần tượng chúng ta. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Như vậy chúng ta chờ đón xem hình phạt của Gia Bảo là gì nào. Trời, anh đã có vượt qua để mang lại nguyên liệu phụ hay không. Quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao. Quý vị đang quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là hình phạt thách thức dành cho diễn viên Gia Bảo. Anh ấy phải vượt qua được và làm hài lòng tất cả mọi người thì chắc chắn những nguyên liệu phụ đang bị thiếu sẽ thuộc về hai khổ chủ đang chờ đợi. Nhưng mà nghĩ rằng nếu mà Gia Bảo chịu đựng hình phạt một mình, tội nghiệp anh ấy quá. Chúng tôi bắt buộc cả hai người chơi cũng phải chịu trách nhiệm chung với Gia Bảo. Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình. Bởi vậy lý do đó mời ba bạn đứng đây thành một đội hình để nhảy tổ hợp thật là đẹp. Chúng tôi sẽ bật một đoạn nhạc rất quen thuộc đối với rất nhiều vị khán giả trung niên ở những thập kỷ 40, 50. Trời, chắc là bà đau quá. Rồi, chắc là bà đau. Bài nhạc bất hủ. Nhưng mà nhạc bolero, phong cách, bài hát được mang tên Bé Cá Mập. Trời ơi. Trời ơi. Nhảy đẹp nha, nhảy đẹp nha. Âm nhạc bắt đầu. Phối hợp nha. Đẹp nha. Grandma. Grandma shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Mấy cái mặt là phải đớp 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 vậy đó hả? Hợp lý quá. Đớp đớp đớp. Ồ sao bé không đớp? Ồ sao bé không đớp? Đớp 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 đi. Chặt mất quá rồi. Phổi quá, phổi rồi. Động tác gì tiếp theo đây? Phải nhảy như một con cá mập nha, cá mập nè. Vô nè, phải ra con cá mập nha. Bơi như cá mập nè. 2, 3, vô. Thấy tụi giống con cá mập không? Ok. Thật là cố gắng.
những vị nghệ sĩ, những fan hâm mộ đã lớn tuổi rồi nhưng mà cũng cố gắng làm trẻ hóa mình lại. Với điều vậy vừa rồi thì tôi đồng ý các bạn đã vượt qua được thử thách này. Hay quá. Yeah. Chỉ là chừng vui thôi. Và bây giờ sẽ là phần trao thưởng nguyên liệu phụ dành cho hai bạn chơi. Xin mời. Nguyên liệu chính và phụ đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn chờ đợi tài năng đầu bếp của hai bạn mà thôi. Chúc cho Tanzin và Minh Quang sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và nấu ăn thật ngon cho Gia Bảo. Và bây giờ sẽ là giây phút chúng tôi đi uống nước đường để lấy lại huyết áp của mình. Bây giờ xin mời hai đầu bếp tài ba của chúng tôi hãy đặt hai thành phẩm vào bàn tiệc. Xin mời. À, đây hai món ăn đầy đủ những chất dinh dưỡng với những màu sắc rất là đa dạng. Chà, thơm nữa chứ. Xin mời hai bạn di chuyển về phía ghế ngồi. Bên món ăn Minh Quang, bạn đặt tên là gì nào? Salad trộn bò, đây. Đây là món ăn phổ thông trên toàn thế giới luôn, nước nào cũng có. Còn đây là món gì, Chanxin? Món đấy là bibimbap. Với hai món ăn này thì chắc là món này mình khai vị đầu tiên được không Bảo? Đúng rồi. Xin mời Bảo. Một món ăn phù hợp với tất cả mọi đối tượng. Và bạn nghĩ cái lời chúc nào là phù hợp nhất với món ăn này dành cho Gia Bảo? Chính vì nó nhiều màu sắc cho nên là sau khi anh Bảo ăn cái món ăn này đi, anh Bảo sẽ cảm thấy ngày hôm nay cuộc sống nó thật là muôn màu. Và nó chúng ta cảm thấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Yeah. Tươi xanh. Trứng không quá khô. Bạn canh thời lượng rất chuẩn xác, tạo nên cái sự hồng đào của trái trứng và khiến cho trái trứng khi mà nó chảy cái lớp hồng đào ra, nó quyện vào bò hoặc là cà chua hoặc là rau á, bất cứ phần nào đều có thể kết hợp với phần hồng đào này của trứng. Cái trứng hồng đào thì nó đúng là nó ngon. Ừ. Nhưng mà thịt bò thì nó hơi bị dai. À, thịt bò nó dai hả? Chắc là do cái miếng sắt nó to quá hay sao? Cái miếng sắt nó cũng to mà với lại cái thịt nó cũng dai. À. Nên là chắc là do cái thớ thịt khi mà mình sắt ra, mình không chú ý đâm ra là mình bị sắt ngược thớ. À, có thể là do sắc ngược thớ đâm ra mình cắn hơi dai. Chứ rõ ràng miếng thịt bò này là món thịt bò ngon. Không sao hết, nhưng mà cái vị mặn, ngọt và chua như thế nào? Cái vị nó thì nó vừa. Nói chung là nó không có bị chua quá mà nó cũng không có bị ngọt quá. Xin mời Gia Bảo, đây là món cơm trộn Hàn Quốc. Cơm trộn. Cơm trộn nó lại có nhiều trường phái khác nhau nha. Thì không biết trường phái này là trường phái gì đây? Trường phái này của em là trường phái trộn đều và ăn. Trường phái trộn đều và ăn. Cái là trường phái trộn đều và ăn. Không, cái món cơm trộn đó là vậy đó. Đầu tiên thì chắc chắn là phải trộn. Nên phần trộn nó trộn nó luôn á hả? Dạ đúng rồi, trộn luôn, dầm cái trứng ra đều. Nó coi phim Hàn Quốc thấy người ta trộn á, đầu tiên là phải đập bể cái trứng. Bẹp ta. Ây à, trứng này còn hồng đào dữ dội nữa hen. Xin mời Bảo. Đấy. Cái này cũng là thịt bò luôn dạ, đó nè. Thịt bò. Nếu như chúng ta chọn những món cơm trộn trong nồi đá nóng hoặc cối đá nóng thì sẽ phù hợp vào những mùa lạnh, mùa đông. Dạ đúng. Còn những mùa hè, mình cơm trộn nó nguội hơn một tí với những cái thành phần thức ăn nguyên liệu nó mang tính hàn á thì sẽ giúp cho cơ thể mát hơn. Trời ơi, lấy quá nhiều hơn bên đây luôn thì nha. Nó nhiều nha. Loại á, hiểu không? Mười mấy loại luôn mà. Chung với rau, không biết là rau luộc có kỹ không? Nếu kỹ quá là sẽ bị dai, bị khô, bị chát nha. Luộc vừa chín tới thôi. Nấm mèo ha, nấm mèo giòn không? Nấm mèo mà ngâm không kỹ nữa là ăn nó kỳ lắm á. Nấm mèo giòn, nó dai sực sực rất là ngon. Ngay cả cà rốt kìa bạn ấy cũng sắc sợi luôn rồi kìa. Kỳ lắm nha. Con trai mà sao khéo tay như ta. Tôi cảm thấy tôi tự ti quá, tôi không làm được món này. Có khi mở fan club xong mời mấy bạn này về nấu ăn cho mình ăn quá. Ăn lia lịa luôn, ăn liên tục luôn. Chà, đúng khung giờ của Bảo hay sao á. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng lần thuộc nha quý vị. 17:50 chủ nhật hàng tuần. Ngay khung giờ đói bụng nữa chứ. Sau khi đã thưởng thức được hai món ăn, từ món salad trộn thịt bò cho đến món cơm trộn Hàn Quốc, cả hai món trộn này có gây cảm xúc gì cho Gia Bảo hay không? Và quyết định của bạn cuối cùng là gì? Món nào giành chiến thắng? Hai món này thì nó hơi khó một tí. Nó không thuần Việt lắm đâu. Tại vì đúng rồi, món này là của Tây. Ừ. Món này là của Hàn. Ừ. Gần như hai món này không phải là món Việt Nam. Đối với những người nghệ sĩ đi lưu diễn nước ngoài liên tục như Bảo thì dễ dàng nhận xét thôi. Thực ra cái món này nó là gần như nó
khai vị, nó không phải là một cái món chính. Đó. Cũng không phải khắc khe quá với nó. Đúng rồi, giúp cho mình có một cái vị điểm thật là tốt, tạo đà ăn cho nó ào ào hơn. Đó, còn cái món bên đây thì nó cũng gần như là một cái món chính. Đúng rồi. Bởi vì nó có cơm, mà gần như ăn cơm thì nó sẽ no. Đạm, protein đầy đủ luôn rồi đó. Lúc đầu thì Bảo cũng sợ vâng, là cái món này nó sẽ không có đủ thời gian để làm. Bởi vì Bảo đã được ăn cái món này ở Hàn Quốc rồi. Rồi, đương nhiên. Cho nên mình biết cái vị của nó. Nhưng mà hôm nay ăn ở đây, dù cái thời gian nó không có nhiều. Nhưng mà cái thứ nhất là cái bày trí cũng rất là bắt mắt, rất là đẹp. Tất cả những cái sợi bạn thái sợi ra nó rất là công phu, kỹ lưỡng mà đều lắm nha, không mà ảo đâu. Đặc biệt là ăn nó có được cái vị, cái vị nó rất là Hàn Quốc. Yeah. À, cái mùi kim chi rồi cái rong biển, đúng là bạn cũng suy nghĩ là thật ra không có rong biển thì nó cũng không sao, nhưng mà khi mình ăn rồi thì mới biết là cái rong biển nó sẽ giúp cho mình nhớ tới cái hương vị của Hàn Quốc nhiều lắm. À, rồi ngay cả rau cũng vậy, nó bạn ăn cái rau nó cũng có cái mùi để cho nhớ cái hương vị của Hàn Quốc. Như vậy quyết định của Bảo là giữa hai món này, bên đây thì chỉ bị có cái là cái bò nó không có được mềm. Thì bên đây thì nó gần như nó không có cái lỗi gì. Đó thì khó xử. Gặp chơi mà vui là chính. Bên đây thì chỉ bị có cái là cái bò nó không có được mềm. Thì bên đây thì nó gần như nó không có cái lỗi gì. Nếu như bản thân Gia Bảo ngày hôm nay thì Gia Bảo sẽ chọn món bên đây, có nghĩa là món cơm trộn là món xuất sắc nhất trong ngày hôm nay. Như vậy chúc mừng Chan Jin, bạn đã giành chiến thắng với khẩu vị ngôi sao cùng với món cơm trộn, và ngôi vị á quân về nhì cũng thuộc về món salad trộn của Minh Quang. Chúc mừng hai bạn, lại đây nào. Đây, phần thưởng rất xứng đáng cho người chiến thắng. Các bạn của chương trình trao tặng cho bạn Chan Jin với 5 triệu đồng. Dạ, em cảm ơn. Chúc mừng bạn với món cơm trộn Hàn Quốc. Rõ ràng đây là món sở trường của chính bạn rồi. Hóa ra đó là lý do bạn chọn món cơm trắng là món đầu tiên ở nguyên liệu chính. Cảm xúc như thế nào ạ? Hiện tại em rất là vui và rất là phấn khích ạ. Và cũng rất là cảm ơn anh Gia Bảo. Và khi hồi nãy được anh khen là có vị Hàn Quốc là em rất là hạnh phúc ạ. Và chắc chắn không phải gửi lời cảm ơn đến gia đình của bạn đúng không Chan Jin? Dạ đúng. Nhờ rồi ạ. Sự truyền đạt những kinh nghiệm và những kiến thức rất cần thiết về ẩm thực để giúp cho bạn giành chiến thắng ngày hôm nay. Còn với Minh Quang sao nào? Một anh chàng rất là lanh lợi, chỉ hơi thiếu chút xíu may mắn thôi. Với ngôi vị về nhì ngày hôm nay cảm xúc như thế nào ạ? Bản thân Quang cảm xúc cũng rất là vui. Tại vì mục đích ngày hôm nay đến đây là để được gặp thần tượng của mình, đó là anh Gia Bảo. Còn về cái chuyện thắng thua á, nó là tự nhiên rồi. Đó là một cái điều rất là bình thường rồi. Chơi vui mà. Đó, giao lưu với nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ là giao lưu là chính. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đặc biệt là cảm ơn Gia Bảo. Hãy luôn luôn, hãy là một Gia Bảo như vậy để chúng tôi có được những liều thuốc tinh thần thật là tuyệt vời đến từ một vị quán quân của rất nhiều cuộc thi. Gia Bảo cũng rất là cảm ơn Hòa Rapper cũng như là hai bạn hôm nay đã cho Gia Bảo được ăn hai cái món rất là ngon. Một lần nữa Gia Bảo cũng xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Và đó chính là khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hoàng Đức Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.